Như vậy là chúng ta đã hiểu rõ về cái tình trạng men gan tăng cao là gì, nhưng mà nguyên nhân của nó thì đến từ đâu ạ? Tăng men gan, cái thứ nhất đứng đầu là do virus viêm gan. Virus viêm gan thì người ta chia ra làm 5 cái loại virus viêm gan theo thứ tự là A, B, C, D và E. Ngoài ra cái loại virus gây ra viêm gan đó thì chúng ta biết rằng là có thể tăng men gan do những một số các loại virus khác. Thí dụ như tăng men gan trong bệnh nhân sốt xuất huyết, chúng ta thấy rằng là có những trường hợp bệnh nhân bị sốt xuất huyết nhưng men gan tăng đến 1 hoặc 2.000, hoặc là tăng men gan do những trường hợp bệnh nhân nhiễm virus CMV, hoặc là tăng men gan do những trường hợp bệnh nhân HIV/AIDS. Đấy là tất cả những loại do virus. Thứ hai nữa là do viêm nhiễm độc. Thí dụ như tăng men gan sau những trường hợp bệnh nhân, những người mà uống bia hoặc rượu nó quá nhiều, hoặc là tăng men gan do những người rối loạn chuyển hóa, đặc biệt là gan thoái hóa mỡ. Có nhiều trường hợp coi như là bệnh nhân coi như lúc nào cũng tăng men gan, khám những các cái nguyên nhân virus thì không có, và khám những cái trường hợp nhiễm độc thì không có. Tuy nhiên khi mà chúng ta tiến hành đo độ fibroscan, chúng ta thấy rằng độ nhiễm mỡ của gan có thể là tăng gấp rất là nhiều, và tức là nhiễm mỡ độ 3, độ 4 thì có thể tăng vấn gây tăng men gan. Hoặc nữa tăng men gan do những cái trường hợp mà bệnh nhân sử dụng những cái loại hóa chất để điều trị bệnh, thí dụ như là bệnh ung thư, hoặc là sử dụng một số cái thuốc tây để điều trị, thí dụ những trường hợp bệnh nhân, đặc biệt là những trường hợp bệnh nhân mà điều trị lao hoặc HIV thì cái tổn thương gan nó cũng rất hay gặp. Hoặc nữa chúng ta những trường hợp bệnh nhân mà hay nấm ở trên rừng mà chúng ta ăn phải những cái nấm mà độc ấy, thì những trường hợp đó chúng ta thấy rằng tăng men gan nó rất là kinh khủng, và thậm chí có thể là bệnh nhân có thể tử vong trong ngày, những tuần đầu của bệnh và kèm theo cái vàng mắt. Hoặc là một số các loại thuốc khác để điều trị. Thí dụ như chúng ta biết rằng là hiện nay cái tệ nạn mà vấn nạn là gút, chúng ta thấy rằng rất là hay gặp. Và những trường hợp bệnh nhân bị gút thì chúng ta hay dùng colchicine. Thì colchicine nếu chúng ta uống quá nhiều hoặc quá liều thì cũng gây ra tổn thương gan. Chúng tôi đã gặp những trường hợp bệnh nhân sử dụng colchicine để tự tử. Thì chúng ta thấy những trường hợp đó cái men gan nó tăng hàng vài nghìn đơn vị, và thậm chí chúng tôi phải áp dụng những điều trị coi như là lọc máu nhưng mà bệnh nhân cũng không qua khỏi. Đấy là những nguyên nhân nhiễm độc. Thứ ba là nguyên nhân tăng men gan do nhiễm trùng. Nhiễm trùng có thể là bệnh nhân nhiễm trùng huyết, hoặc là những trường hợp bệnh nhân mà viêm phổi, hoặc là nhiễm trùng tiết niệu cũng có gây ra tăng men gan, hoặc những trường hợp bệnh nhân khi như nhiễm các loại ký sinh trùng, trong đó mà chúng ta hay chú ý là sán lá gan lớn hoặc nhỏ, chúng ta thấy có thể gây ra tổn thương gan. Và cái cuối cùng mà chúng ta, một cái nguyên nhân mà thường là yếu tố gia đình mà hay gặp ở nữ tuổi trung bình từ khoảng 40 đến 50 tuổi, thí dụ như là viêm gan tự miễn thì chúng ta thấy cũng gây ra tăng men gan. Tóm lại có rất nhiều nguyên nhân mà tôi lọc qua là trong bốn cái loại nhóm chính đấy thì nó gây ra tổn thương gan, và gây tổn thương gan nếu chúng ta không phát hiện điều trị kịp thời thì nó sẽ diễn biến chứng về gan sau này. Khi mà nghe chia sẻ của bác sĩ thì tôi cũng cảm thấy khá hoang mang, vì có rất nhiều những cái nguyên nhân đều có thể gây ra tình trạng là men gan tăng cao. Vậy thì bác sĩ có thể giải thích rõ hơn về cơ chế của việc men gan tăng cao như thế nào hay không ạ? Cơ chế của men tăng cao, chúng ta biết rằng là tất cả những cái virus, vi khuẩn hoặc là những cái hóa chất thì bao giờ cũng đến gan là trước hết. Chúng ta biết rằng là người ta ví gan như là một cái nhà máy hóa chất để thanh lọc tất cả những cái loại thức ăn, những thực phẩm nguy hiểm trước khi vào máu. Tuy nhiên nếu mà các cái loại thực phẩm hoặc cái loại hóa chất hoặc là cái loại virus nó quá nhiều thì làm cho cái hoại tử tế bào gan nó rất là dữ dội, và khi mà hoại tử tế bào gan thì chúng ta thấy rằng là cái men gan nó sẽ đi vào máu và gây ra cái hiện tượng tăng men gan. Khi những cái tổn thương về tổn thương gan mà do rất là nhiều các nguyên nhân gây nên như tôi vừa trình bày, thì khi mà cái lượng enzyme trong gan nó đi vào máu thì gây ra cái hiện tượng tăng men gan. Thực phẩm bẩn, ô nhiễm môi trường, thói quen sinh hoạt không tốt gây ảnh hưởng đến cơ thể. Thực phẩm bảo vệ sức khỏe Funadin sản xuất tại Mỹ là công thức phối hợp các thành phần N-acetylcysteine, alpha lipoic acid, L-arginine, taurin kết hợp với chiết xuất từ các loại thảo dược như đông trùng hạ thảo, sâm đưa quy, nấm linh chi, cây kế sữa, quả nam việt quất, quả ngũ vị tử, củ nghệ, cây hoàng kỳ, rễ ngưu bàng, cao gan, dầu cá, vân vân, có tác dụng hỗ trợ tăng cường khả năng giải độc, bảo vệ gan trước các tác nhân gây hại, dùng hỗ trợ cho những người men gan, viêm gan siêu vi, viêm gan cấp và mãn tính, gan nhiễm mỡ, suy gan, xơ gan. Thực phẩm bảo vệ sức khỏe Funadin hỗ trợ giải độc, bảo vệ gan. Thực phẩm này không phải là thuốc, không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.